Đây là buổi phát thanh tại thôn xã Vi Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, tổng kết ngày Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào hồi 18 tháng 9 năm 2015 vừa qua, xã Vi Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức ngày hội Internet tại xã Vi Ban. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ với sự tham gia đông đảo của người dân xã Vi Ban. Ngày hội Internet đã thành công tốt đẹp, mang tới cho bà con một cách nhìn đầy đủ hơn về vai trò Internet đối với xã hội nông thôn ngày nay. Theo thống kê của ban tổ chức ngày Internet xã Vi Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã thu hút rất nhiều lượt người tham dự. Đối với ngày hội Internet, người dân đã được các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Nhiều bà con chưa từng biết sử dụng máy vi tính, như với sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ kỹ thuật đã có thể hiện những thông tin cần thiết cho mình trên mạng Internet. Có những người đã tìm được nhiều thông tin hữu ích ngay từ ngày hội, như các chính sách của Đảng, Nhà nước, các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cập nhật giá cả mặt hàng trên thị trường nông sản. Bên cạnh đó,